Vũ Hoa Sim Thái Nguyên xin chào toàn thể các bác chơi sim trên cả nước. Hôm nay Vũ Hoa Sim làm một cái video về những cái cây sim giống để lấy quả các bác nhé. Chơi cảnh cũng được. Anh em mà các bác cùng xem video. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Vũ Hoa Sim Thái Nguyên. Thì đợt này mùa dịch thì trên cả nước cũng rất là phức tạp. Cho nên là mọi người cũng nên cẩn thận và phòng tránh rất là tốt. Đấy, thì hôm nay là Vũ Hoa Sim làm một cái đơn hàng cho một anh khách. Nhưng mà trong cái quá trình làm thì Vũ Hoa Sim cũng quay lại những cái video, những cái khoảnh khắc của mình để mà chia sẻ với tất cả mọi người trên toàn đất nước và những người chơi hoa sim yêu màu tím mọi người nhé. Thì thực ra bây giờ càng ngày thì diện tích rừng cũng bị thu hẹp lại, thì những cái cây sim mà dạng này là cái dạng nhỏ ở trong nhà Vũ Hoa Sim thì nó cũng rất là khan hiếm đấy, cho nên là mình nếu mà thực ra để ở trên rừng thì có những nơi người ta đốt, người ta chặt phá nó cũng rất là phí đấy, cho nên là anh em mang về để rồng, để lấy quả, để ngắm hoa, để làm những cái tác phẩm đẹp để lưu giữ lại những cái cây sim được lâu hơn, đấy, gần gũi hơn với con người, mang tự nhiên đến với con người. Đấy, thì đây là những cái cây sim giống để trồng lấy quả nhé mọi người nhé, cây sim giống trồng lấy quả. Đấy, thì cái công việc mà mình làm thì cũng rất nhiều năm rồi. Đấy, về làm cái phôi, cái chất lượng phôi, cái cách chọn phôi, bầu bí, bảo quản. Đấy, đường xá gần thì mình như thế nào và đường xá xa thì mình làm ra sao để làm sao mà đưa được cái cây phôi đến với mọi người nó tốt nhất, nó đạt cái hiệu quả sống cao nhất. Đấy, còn trong cái việc làm cây thì không ai nói mạnh được cái việc là tôi ươm cây là sống 100%. Đấy, nhưng mà ngược lại là mình làm sao mà tuyển những cái phôi nó đạt yêu cầu và những cái làm những cái bầu nó đạt tiêu chuẩn để mình đưa ra thị trường, đưa cho mọi người, đến mọi người mà chơi thì nó phải đảm bảo nhất. Đây là những cái bầu mà mình đặt theo yêu cầu mình làm của mình đấy, cho nên là rất là cẩn thận. Thì mọi người nếu ở xa gần có dòng những cái đồi lớn, những cái sinh thái lớn đấy, thì Vũ Hoa Sim có thể phục vụ cho mọi người được số lượng rất là lớn, từ 20 đến 30 nghìn cây một lần trong vòng 1 tháng, 2 tháng là đủ 10 đến 20 nghìn cây. Một tuần có thể phục vụ cho mọi người đạt yêu cầu đều, có thể đạt được khoảng vài nghìn cây một tuần. Đấy mọi người nhé, tất cả những cái bầu sim của mình làm thì nó rất là cẩn thận và cái cây đã được chọn lựa trước để mà mang về đây tập kết mọi người nhé. Thế thì mọi người xem Vũ Hoa Sim cũng rất là lâu rồi, bán trên mạng ship thì cũng rất là ít, bởi sao là người ta bây giờ con người ta bình thường ra thì không ai tự dưng mà không quen biết mà bán tiền cho nhau thì cũng rất là khó, mà bán xong rồi mà còn mình chuyển cây nó không đạt yêu cầu thì cũng rất là khó, cho nên là Vũ Hoa Sim cũng ít bán trên mạng, ít bán ship, tại vì là cái hàng của Vũ Hoa Sim làm bầu nó rất là to, đấy, cho nên là không di chuyển, nếu không cẩn thận thì nó rất là hại cho đến cây, đấy, cho nên là cái lý do mà mình ship hàng ít hơn là trên mạng, tại vì trên mạng thường người ta làm cái bầu nhìn thế này, cái bầu ấy nó rất là mỏng, nó chỉ được tí rễ thôi. Nhưng mà là thôi, cái việc đấy là cái việc của mỗi người, còn đấy bản thân mình thì nếu như anh em các bác, các anh các chị mà ở trong miền Bắc, ngoài miền Bắc mà ở các tỉnh tiện xe khách là chuyển bằng xe khách nó rất là nhanh nhất, thấp nhất là 4 đến 5 tiếng đã về đến nơi rồi nhé, mà chi phí nó sẽ ít hơn là cái hàng chuyển phát thì nói thật với các bác là nó sẽ không đạt yêu cầu.
Thì sau đây thì Vũ Hoa Sim sẽ xin kết thúc cái video ở đây. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Vũ Hoa Sim, và cái số dưới góc màn hình đó là cái số Zalo, thì mọi người hãy kết bạn Zalo để nhận được những cái hình ảnh, những cái cây và những cái giá tốt nhất mọi người nhé. Cảm ơn mọi người trong những thời gian qua đã ủng hộ, các bác, các anh, các chị đã ủng hộ cho Vũ Hoa Sim. Thì vợ Vũ Hoa Sim phải cố gắng hết sức mình để làm được những cây phô đẹp nhất và những cái cây thành phẩm tốt nhất để đưa ra thị trường cho mọi người, làm sao mà dễ chơi nhất, bền nhất với mọi người nhé. Thì sau đây Vũ Hoa Sim xin kết thúc video đây, hẹn mọi người ở cái dịp gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.